mẹ. Cơm chưa? Cơm chưa? À, sáng giờ tao đi vòng vòng coi câu cá đói bụng nè, giờ chưa ăn gì á. Thế là đi coi câu cá. À mà quý vị ha, cơm bụng quá. Này đánh với cà phê chán hả? Chạy nghe, thấy câu đông không? Quá trời luôn á. Mấy tay gì vậy? Hồi hôm qua cử 10 giờ có hai tay kia vô câu cá chê, câu ở chỗ cây tràm này nè. 10 giờ câu đêm á, lúc đó tao chuẩn bị tao về.
cậu có câu hả? Tại không ở ngay cậu có câu lòng long quá trời luôn, cậu bự không à? À luôn nó cao hơn ký á, thùng đá. Nó bỏ nó bảo hiểm mới cho nhẹ đầu. Chỗ cái bàn chỗ mà nay câu đi chảy là không có chỗ ngồi á. Ờ đông lắm. Ra bờ suối mình ăn, mình xem câu cá các bạn, thư giãn, ăn vậy nó mới ngon, mát mẻ.